Người tuổi Tuất sang năm thì là Dần Ngọ Tuất Tam hợp, là hợp với Quý Thần, tức là hợp với cả Thái Tuế. Hợp với Thái Tuế tức là chúng ta tăng thêm những cái, tăng cái chuyện kết hợp, tăng cái chuyện xây dựng cái đội ngũ, hay là tăng cái chuyện mà đặc biệt là cái chuyện hôn nhân tình cảm, hoặc sinh con đẻ cái, hoặc là có chuyện vui hay trong nhà có cái chuyện vui liên quan đến hỷ sự thì nó lại là cái việc rất tốt. Chính cái sự hợp này lại kèm theo hoa cái và lục bạch đào đến, cho nên là tôi đánh giá cái người tuổi Tuất sang năm là cái tuổi mà nằm ở trạng thái khí, là các tuổi đều rơi vào là trạng thái là khá, khá tức là trung bình khá, đúng không ạ? Sự nghiệp và tài lộc và tình cảm đều có những cái cơ hội mới và cần phải phát triển, và chúng ta có thể có nhiều cơ hội mới trong năm mới. Chỉ lưu ý vấn đề sức khỏe vì có địa sát phi liêm, bạch hổ và hoàng phan, hoàng phan hay hoàng phiên đáo đến, cho nên hình ra là người tuổi Tuất vào tháng Dần, vào tháng Ngọ, vào tháng Tuất tức là tháng Giêng, tháng 5, tháng 7, tháng 9, và cả tháng Thân nữa, thì nên làm cái động tác là hiến máu hoặc là xét nghiệm máu để mà sử dụng cái huyết quang chúng ạ chi sát để hóa giải cho cái việc mà liên quan đến các cái vận hạn của tuổi mình. Nên là chỉ cần lưu ý chuyện đó, còn mọi thứ là khá tốt, không có vấn đề gì cả.